trà thanh nhiệt đốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Và tôi đề nghị các bạn phải cực quyết liệt bảo vệ thí sinh của mình. Không dễ gì để có top 8 ngày hôm nay ở đây. Thí sinh đã thi đấu hết sức thì các bạn cũng phải bảo vệ hết sức. Đây là một chương trình thực tế và mọi diễn biến có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Và chúng tôi vừa quyết định thay đổi luật. Thứ nhất là chúng ta sẽ không đưa ra quyết định sau mỗi cặp đấu nữa, để bảo vệ cho tâm lý thi đấu của các thí sinh. Thay đổi thứ hai, để bảo đảm tính minh bạch, đề nghị xin nhờ hội đồng nhà nghề cho ý kiến. Các bạn hội nhà nghề có ủng hộ quyết định không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thí sinh ơi, good luck nha. Đừng bao giờ thêm bất kỳ một điều gì mà nó quá kiểm soát. Nếu như vậy sẽ mất đi độ tươi, tinh tế và cái mới ở trong cách feel của Vi. Cho em được nói một chút được không ạ? Mời bước anh. Em xin phép được phản biện một chút về nhận xét của Oras Hoàng Thùy Linh. Đó là về việc liệu trong team của Oras Đức Phúc có ai có thể xử lý Tây được một ca khúc, ví dụ như là một ca khúc vừa rồi của nhạc sĩ Cai Đinh hoàn toàn mới. Em khẳng định là có. Người đấy có phải là em không? Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya, dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut, mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt đốc tự thân, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài.